Đầu tiên thì cảm ơn thầy đã có đã tổ chức ra cái lớp học này. Nói thật ra là để dám phát biểu như này là chị cũng cũng là một cái gì nhỉ? Cũng là một cái sự cố gắng của chị. Bởi vì thực tế là bây giờ đang rất xúc động và mọi người thấy rất xúc động này. Rất tuyệt vời. xin phép mọi người cho mình 1 phút. Đầu tiên là chị phải xin lỗi thầy, bởi vì đây là lần thứ hai chị được thầy dạy về cái đây là lần thứ hai chị được thầy dạy về những kiến thức này. Thế nhưng mà xin lỗi thầy, lần trước khi mà thầy dạy thì là chị nói thật là chưa hiểu, bởi vì chị chưa bao giờ làm những công việc như này, cũng không kinh doanh như vậy, nên là chị không hiểu. Và tuy rằng thầy dạy nuốt từng lời từng đây nhưng mà không biết phải làm sao để làm. Cho đến ngày hôm nay khi mà thầy dạy thì chị xúc động từ lúc bắt đầu mà mọi người chia sẻ cho đến bây giờ vẫn đang xúc động vì nó hay quá. Và chị muốn nói là thầy ơi, hôm nay chị hiểu rồi. Và thầy ơi, từ đến lúc này chị sẽ làm và chị mong là thầy sẽ luôn ở bên cạnh ủng hộ cũng như là các đồng nghiệp nếu chị cần giúp đỡ thì sẽ giúp đỡ chị. Bởi vì mọi người biết không ạ, khi mà Thùy đến với thầy thì Thùy đã làm trong ngành làm đẹp 20 năm, đã từng tổ chức ra đến hơn gần 200 cái sự kiện lớn nhỏ của ngành làm đẹp. Thế nhưng mà khi gặp thầy thì mình mới hiểu rằng là tất cả những cái gì mà mình làm từ trước nó rất là tốt đẹp, nhưng mà cách cho của Thủy không có đúng. Thủy tâm niệm, Thủy luôn luôn ghi nhận cái câu nói của thầy, đó là của trong không bằng cách cho, và Thủy biết rằng cách làm của mình không đúng. Từ đó thì Thủy luôn luôn cố gắng để đi theo những cái bước mà thầy đã hướng dẫn. Và sau khi mà gặp thầy thì Thủy đã thành công ở những cái sự kiện lớn, rất lớn của ngành làm đẹp, và đặc biệt là sự kiện dỗ tổ ngành phun xăm thẩm mỹ Việt Nam lần thứ nhất, và thầy cũng là người Việt Nam đầu tiên tổ chức có sự đồng hành của thầy, và nó đã thành công ngoài mong đợi. Rất biết ơn thầy về điều này ạ. Và sau đó thì cũng nhờ sự khích lệ của thầy, nhờ thầy cho Thủy vào với cả đội nhóm Phoenix, mà thầy thì đã dám có một quyết định táo bạo, đó chính là thành lập Hội Doanh nhân P4 Việt Nam. Và những cái bước đầu tiên của Thủy đã thành công, đã thành công. Nhưng không may là khi mà vừa mới lên nhóm thì bị dịch Covid. Thủy là người mà chưa bao giờ làm kinh doanh online, cũng chưa bao giờ dạy online, chỉ làm offline thôi. Cho nên là Thủy cứ bị lúng túng, cứ bị lóng ngóng, không biết phải làm sao cho đúng. Mặc dù bên cạnh Thủy luôn luôn có thầy, bên cạnh Thủy luôn luôn có em Kim Anh và các cố vấn là những cô nít của thầy, nhưng mà Thủy vẫn lúng túng. Và hôm nay nhận lỗi với thầy ở đây, nhận lỗi với cả các đồng đội phụ nữ ở đây, đó chính là chị muốn nói với thầy là chị đã biết lỗi rồi, và nếu đã biết lỗi thì sẽ sẵn sàng sửa lỗi, và rất mong là thầy sẽ luôn đồng hành với chị và sửa lỗi cho chị. Cảm ơn tất cả mọi người lắng nghe. Và một điều cuối cùng chị xin phép được nói đây, xin phép thầy cho chị gửi lời đến tất cả các đồng đội phụ nữ, đó chính là hôm qua và hôm nay thì đã được nghe chia sẻ của các đồng đội, và thì cảm thấy là các bạn thật là tuyệt vời. Nếu như trước kia khi bà chưa vào phụ nữ thì người chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ các bạn mà thôi, nhưng mà sau khi vào clinic rồi thì Thủy xin gửi đến các bạn một lời nói, đó chính là Thủy rất hãnh diện khi được đồng hành của các bạn, được là đồng đội của các bạn, và xin một lần nữa cảm ơn thầy vì thầy đã cho Thủy một ngôi nhà mang tên clinic và có thật nhiều đồng đội tuyệt vời như thế. Cảm ơn thầy và biết ơn thầy rất nhiều. Hay quá, dành cho chị Thủy một tràng tay thật lớn nha anh chị, rất tuyệt vời, hay quá chị ơi. Hãy cứ sẵn sàng rồi sẽ mình sẽ học được nhiều điều. Ở cái chương trình này ấy, ở chương trình này thì cũng có rất là nhiều người học xong họ khóc nhiều lắm. Chị Thủy là một trong những người đó, chị Thủy là người đã làm về offline rất tốt, rất tuyệt vời, tổ chức ra những chương trình, những sự kiện rất lớn. Tuy nhiên là mình đã không giữ lại cho cái nhóm người cho mình, tức là họ chỉ đến rồi đi, giống như mình là một người đưa đò vậy. Mình là người đưa đò, đưa họ đến cái nơi đó xong thì họ lại đi mất, đưa đấy đi mất, người ta chả nhớ đến mình. Một ngày nào đó mình không đủ sức đưa đò nữa thì cuộc đời mình như thế nào?
Thì bây giờ mình là một người làm leader, mình là một người boss, thì mình phải trở thành một cái người mà không chỉ là đưa đò, mình trở thành người đồng hành cùng với họ.